mà test hai chiếc loa B3 chính hãng đức tin. Đôi loa B3 có mã số Liver 121. Em test một chiếc từ Leo và một chiếc từ Lâm Trâm ạ. Bên tay trái đây là từ Lâm Trâm, còn bên tay phải đây là từ Leo ạ. Đấy các bác nghe, sự kết hợp rất hoàn hảo. Những đôi loa bãi chính hãng Đức Xin, những đôi loa bãi xịn của B3. Đây ạ, bát 35 siêu hiếm ạ. Là chính nhân tôi bàn với sông hồ, tình yêu em tôi nguyện mãi tôn thờ và yêu không bên bờ. Niềm tin là một ngày mai non nước chung một mọc. Vâng ạ, các bác của em thân mến, là tép thì nó sử dụng tép BMC giống nhau, tép BMC Italia, tép từ 17 coi 7.5, họng là họng nhôm đúc các bác nhá, không phải họng nhựa đâu ạ. Và góc mở của nó là 80/50, thường thì các bác được biết là nó chỉ mở góc 40/60 thôi, đúng không ạ. Đây ạ, test thì em test rồi các bác nhá, em test chất âm cả loa từ Leo và cả loa từ Lâm Trâm, đúng không ạ. Các bác cùng em thân mến, là với cái giá thì nó cũng rất là hợp lý các bác, bát 35 siêu độc siêu hiếm các bác nhá. Bát 35 từ Leo thì giá của nó là 18.500.000. Một đôi loa thì phục vụ các bác là muốn mở to mở mạnh cũng được như bát 40, mà lại nhỏ gọn như bát 30 đây ạ. Đấy, mà loa này là loa chính hãng của V3 các bác nhá. Bát từ Lâm Trâm từ 19.800.000, sử dụng bát của Sheraton, dòng bát tép con chim. Giá là 17.500.000 đồng một đôi. Giá trên em chào bán tại cửa hàng Leo là 18.500, Lâm Trâm là 17.5. Tép giống nhau, đều là tép BMC Italia, coi 75 từ 17. Thùng gỗ đều là thùng gỗ sơn sần bóng màu đen, và phân tần thì là giống nhau. Phân tần của loa bát, phân tần của loa check. Đấy, ok chưa các bác? Các bác có nhu cầu ghép bộ với những đôi loa bát 35 hàng chất lượng xịn sò, chính hãng B3 Đức xịn này, thì liên hệ cho em nhé. Em luôn chuyên những sản phẩm loa B3 mới và bãi. Đấy, rất vui được phục vụ các bác cùng toàn thể kênh cho em. Và hai số máy của em để anh em có nhu cầu mua sắm gọi điện, hoặc có nhu cầu tư vấn ghép bộ gọi điện nhá. 0365888988, 0368591555. Số em luôn địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương, và có thể giao hàng toàn quốc. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Ok. Đấy, đây ạ. Test cả hai chiếc từ Leo và từ Lâm Trâm luôn ạ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng. Tép BMC rất là led, ngoài rất hay, rất chi tiết. Con đường tắm trăng vàng. Các bạn nghe tép xịn của Italia, đúng không ạ? Tép BMC xịn luôn đấy ạ. Rồi, ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều nhá. Tất cả hai đôi đều là gân vải tẩm dầu, đấy, mang giấy ốp phô lồi. Đấy, ok chưa ạ? Đây, các bác chỉ cần xem một đôi là từ Leo và một đôi là từ Lâm Trâm. Ok, cảm ơn cả nhà. Đấy, Leo đây ạ. Đấy, Lâm Trâm đây ạ. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều ạ.